Em đi làm ở trên công trường á, em trên lò mồi bị chóng mặt á, rồi bị trật chân, rơi từ lò mồi xuống lò chính á, em bị té gãy ba đốt sống cổ và bánh chèn ép tỉ mình liệt tứ chi luôn ạ. Dạ thưa cả nhà, hiện tại thì Toán đang trở lại xã Tân Phú, huyện Thái Bình, tỉnh Cà Mau để thăm Mạnh, một người em mà Toán đã quay lên Facebook khoảng một tuần rồi. Thì bây giờ hiện tại thì Mạnh không chịu nước thì cảm thấy mệt, như em thiếu chất gì á. Bây giờ mình vào trong để trao cho Mạnh số tiền và cũng như là quay cho cô chú anh chị mình xem tiếp. Khi mà cô chú anh chị mình xem được video này á, muốn giúp đỡ cho Mạnh thì liên hệ với số điện thoại của Mạnh giùm Toán nha. Xin nhắc lại với cả nhà là Mạnh là một chàng trai lớn lên tại vùng đất của Thái Bình, Cà Mau. Và Mạnh bị một tai nạn lao động cách đây khoảng gần 10 năm khi mà hai vợ chồng lên Sài Gòn để sinh sống. Em bị gãy ba đốt sống cổ và hiện tại thì nằm không có di chuyển được khoảng 10 năm rồi. Em giới thiệu xíu thì mình chúc với Mạnh. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Hứa Văn Mạnh, em năm nay 32 tuổi, em hiện em bị tai nạn lao động và liệt tứ chi và nằm một chỗ à. Em có thể kể lại lúc đó là em bị tai nạn sao không? Lý do vì sao mà em bị tai nạn không? Dạ, lúc em đi làm ở trên công trường á, em trên lò mồi bị chóng mặt á, rồi bị trật chân, rơi từ lò mồi xuống lò chính á. Em bị té gãy ba đốt sống cổ và bánh chèn ép tỉ mình liệt tứ chi luôn ạ. Hiện tại thì Mạnh á và một người đó là người anh hay em của em. Dạ anh chơi. Anh trai của Mạnh mất đây cách đây khoảng 2 năm bị một căn bệnh, và Mạnh thì đang là một trụ cột trong nhà, nhưng mà Mạnh đang bị tai nạn lao động nên không có làm gì được. Nên cả nhà mà thấy căn nhà của Mạnh nè, và bây giờ hoàn cảnh của Mạnh là không có thể nào ấy được. Em cố gắng thật nhiều và đang live stream để bán nhiều sản phẩm bên mình. Cái số điện thoại của Mạnh có thể cả nhà mua, không có giúp đỡ được Mạnh thì mua đồ ủng hộ em để giúp cho em có tiền trang trải vào cuộc sống. Số điện thoại của mình khi mà bán hàng là mình cần cái những thông tin chi tiết gì để mình giao hàng cho khách để ủng hộ em. Dạ, số điện nếu mà anh chị nào mà trong nước và ngoài nước muốn ủng hộ cho em thì liên hệ về cái số điện thoại 0918 129 852. Và bây giờ Toán sẽ trao cái số tiền mà cô ở thị trấn Vĩnh Thuận đã gửi cho Mạnh. Cô này giấu tên nha, nên không có đọc tên được. Anh sẽ gửi cho em, cậu gửi cho em là 500 và 45. Đây, cầm được không? Chờ, cầm được nha. Rồi, anh sẽ trích trong cái quỹ bán thuốc của anh khoảng 200 đi, của ít lòng nhiều nữa gửi cho em nha. Dạ em cảm ơn. Rồi. Đấy, là để cho Mạnh để có thể chi trải được phần nào mà thuốc thang về, tại vì Mạnh bây giờ em thường thường là em sẽ một ngày để muốn thuốc bao nhiêu lần? Dạ thuốc em thì muốn sáng chiều mà. Sáng chiều một món tháng mình cần khoảng bao nhiêu tiền thuốc? Em bị tốn là tốn cái gạt này, băng gạt và em bị lỡ á, lét đó nè, bị lét. Cái cảnh dưới là mình không quay nha cả nhà, mình quay cảnh trên. Xin giới thiệu với cả nhà mình, đây là cô Đồng, là mẹ của em Mạnh. Trong thời gian nuôi Mạnh đang trị bệnh như vậy nè, mình thấy làm sao mình có kinh phí hoặc là mình có cái đủ khả năng nuôi, hay là sao mình có ruộng vườn đất đai để mình nuôi? Có hết rồi. Cô hết lúc mà chị bệnh hả? Chị bệnh đi trên tỉnh, chị bệnh về đó rồi. Cô có có thể tâm sự với khán giả xíu không? có hết rồi, về đây rồi ngay người ta ủng hộ tiền cho nó mà lo bệnh hoạn nữa, chứ hết đất rồi, cố hết rồi. Năm nay cô được mấy mươi rồi? 73. Đây có đang có làm cái gì không, kiếm ra tiền không? Không, bây giờ giữ nó không vẫn tăng dốc rồi nè. Dạ. Chứ đâu có đi đâu làm gì nữa Bây giờ có lời nào nó nói với khán giả chương trình của chàng trai miền Tây không, đâu. có muốn yêu cầu, có muốn mà khán giả giúp đỡ mình gì không? Thì giờ cũng muốn là một căn nhà với số tiền đang lo bệnh cho con nó Hy vọng ủng mà cô chú anh hộ. chị mình xem được video này á, nếu mà thấy hoàn cảnh của cô Đồng và em Mạnh thật thật sự đang cần giúp giúp đỡ thì mong cả nhà giúp đỡ cho liên hệ với số điện thoại của Mạnh. Tôi sẽ để trên màn hình để cô chú anh chị mình tiện mà để mà liên hệ. Chúc cô thật nhiều sức khỏe và để chăm sóc cho Mạnh nha. Đúng, Tụi dạ con cảm thì ơn dữ cũng lắm. ghé thăm cho Đúng cô rồi, và cảm cũng ơn mấy chú. gửi những cái gì mà các Đúng mạnh thường rồi, quân để trao về cho Mạnh. dạ. Đúng rồi.
nè, anh hy vọng là em sẽ cố gắng nè, livestream là được nhiều người bán hàng hơn nữa, cố gắng livestream để mà rồi mình có thể bán hàng, mình chi trả trong cuộc sống để giúp cho gia đình nha. Dạ em sẽ rồi, cô chú nào có liên hệ với em thì em cứ alo nói như vậy. Dạ. Địa chỉ cho người ta liên hệ, còn ai có giúp đỡ cho em liên hệ anh sẽ gửi chào cho em. Dạ. Rồi bye bye cả nhà. Dạ em chào các anh chị ạ.